Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục truyện ngắn được phát trên kênh YouTube Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một truyện ngắn của tác giả Lê Nguyệt, truyện ngắn được mang tên Trừng trị kẻ dâm loạn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trong tất cả các ông bạn già của ông Tư, có ông Ba Lan, đẹp người lắm, tướng tá phong độ, mặt mũi trương phi. Lúc còn trẻ, chắc phải dùng từ khôi ngô tuấn tú để diễn tả mới xứng đáng. Tính từ thuở thiếu thời cho tới khi cưới vợ, chắc ông cũng đã trải qua mấy chục mối tình. Người phong lưu vậy, sao có thể tu thân được? Nên dù cho bà Ba Lan có sắc nước hương trời, cũng không kìm nổi chân ông bên cạnh mãi. Năm nay, ông cũng trạc tuổi ông Tư. Thời còn trẻ, bà Hai Ngọc cũng đã từng thầm thương trộm nhớ ông, nhưng ông chỉ xem bà như bạn lối xóm, không để ý đến. Ông Ba khá giả, các con đều đã thành đạt. Đời ông lấy bà Ba Lan chỉ có một điều hối tiếc là mặc dù có tới 5 đứa con, nhưng đúng là ngũ long công chúa. Ông thèm một mụn con trai để nối dõi tông đường và thừa hưởng vẻ rạng rỡ uy nghi của cha nó chứ. Nhưng bà Ba đẻ mãi, cuối cùng cũng chẳng có đứa con trai nào. Cô Út Tuyết có chồng về ở chung với hai ông bà. Nói là hai ông bà, chứ thật ra chỉ có mình bà Ba trụ cột. Còn ông thì nay bà này, mai bà nọ, đi liên miên, hiếm khi ở lại nhà được một tháng. Bà Ba buồn thì ông an ủi, có khi đùa cợt: Bà thông cảm cho tôi kiếm một thằng con trai nghe bà. Còn ở đâu mà kiếm? Cái nết trăng hoa tới chết không chừa. Nhưng ông phải hứa với tôi là nếu như có ai chịu sanh cho ông thằng con trai thì phải đồng ý cho ông ẵm về tôi nuôi, sau này là con của tôi. Cấm bén mảng tới lui nhìn nhận thì tôi mới chịu. Bằng không, đừng hòng mang hộ trình nhà ông cho phí công. Cũng không có một chút tư cách nào mà vô đây chia của hết. Rồi rồi, tôi đồng ý với bà, chịu chưa? Thật lòng thì ông Ba cũng tính như vậy. Nhưng khi ông qua Trà Vinh gian díu với Lớn thì trở nên mê muội cô ta. Lớn đẹp quá mà, thân hình bốc lửa hấp dẫn đàn ông hết chỗ nói, dạng như ông Ba Lan còn đắm đuối, nói chi người khác. Mà Lớn thì chưa từng kết hôn, khi cặp sách với Ba Lan đã hơn 60 tuổi, cô ta chỉ chưa được 40, cho nên Lớn nhanh chóng sinh hạ cho Ba Lan một cu cậu trắng bóc, nhìn dễ cưng kỳ cục. Ông Ba mê mẩn cả mẹ lẫn con, quên đường về nhà luôn. Lớn nói gì, ông nghe nấy, thỉnh thoảng về nhà, tiếp tế thêm tiền bạc cung phụng cho mẹ con của Lớn. Tuổi già, có thằng con trai mấy tháng tuổi, ông cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhiều lần ngỏ ý với Lớn, muốn đem con về cho vợ Lớn nuôi, để nó nhận tổ quy tông. Nhưng Lớn một mực không cho, nên ông cũng đành chịu. Bà Ba Lan một mình phải chu cấp nuôi ba người, thằng bé không được mẹ cho bú, nên uống sữa toàn loại mát tiền. Ông Ba thì đã già, nên làm gì ra tiền. Lớn ỷ được ông nuôi, nên không thèm động đến móng tay. Sau khi sinh thằng bé được 2 tháng, thì bắt đầu suốt ngày ăn diện, tụ họp bạn bè trang lứa, nhậu nhẹt đàn đúm, giao thằng nhỏ cho ông trông coi. Bà Ba cứ móc túi chi hoài nên bực bội. Có lần, ông về môi tiền, bà không đưa một xu. Đứa con gái út thấy vậy mới dám dúi cho ông chút ít, rồi khuyên ông bỏ Lớn mà về với mẹ nó. Già rồi, còn trai gái chi nữa để sống cảnh xòe tay xin tiền người khác như vậy? Ông Ba là người hiểu biết. Từ lâu, ông nhận ra Lớn đã chê chán ông già yếu, không thỏa mãn sinh lý cho cô ta. Lớn hay đi đêm hôm, chắc chắn là lan chạ với thằng nào rồi. Nếu như không có thằng con quý tử, ông đã bỏ cô ta 8 đời dương. Lưu luyến là lưu luyến thằng nhỏ thôi, vì ông đâu có cưới hỏi cô ta, nên đâu có quyền hạn gì mà cấm cản. Ông Ba đã sẵn tính trong lòng rồi. Khi nào Lớn lật ngửa bài, ông sẽ danh chính ngôn thuận mà đem con về quê cho hai vợ chồng già chăm sóc. Nhiều lúc nghĩ lại, ông thấy mình có lỗi với vợ quá. Bao nhiêu năm làm vợ chồng, có năm mặt con mà chẳng lúc nào ông không có mèo. Vậy mà bà vẫn chung thủy với ông. Ông quyết định rồi, sau khi dứt ra khỏi Lớn, ông sẽ về bên cạnh bà. Chuỗi ngày còn lại sẽ bù đắp hết mình cho người vợ nguyên phối,
đã chịu biết bao ấm ức từ ngày kết hôn với ông cho đến bây giờ. Lúc này, Lớn đi về khuya, bao giờ cũng be bét rượu. Có khi cô ta đi đến 2-3 ngày, một mình ông ba ở nhà chăm sóc thằng nhỏ. Nó bị sốt một rang, ông quýnh quán chẳng biết làm sao. Định bồng nó đến bệnh viện để bác sĩ coi sao, rồi ông sẽ đem nó về thẳng nhà Lớn cho vợ. Coi bộ, Lớn cũng không cần thằng con này. Nhưng khi ông vừa ẵm con ra cửa, thì Lớn về. Cô ta tưởng ông bắt đứa nhỏ đi, nên giành lại. Chừng nghe ông nói, nó bị sốt, cô mới buông ra. Sau đó chạy đi mua thuốc cho nó uống cầm chừng. Ông ba tức giận vì nóng ruột con, còn Lớn vẫn điềm nhiên như không. Ông buột miệng. Nói cho cô biết, thằng nhỏ khỏe lại, tôi sẽ ẵm nó về cho vợ tôi chăm sóc. Cấm cô bén mảng tới nhìn nghe chưa? Lớn khinh khỉnh. Mắc cười, tôi thách ông đó, có gan làm thử coi. Cô cũng đâu cần đứa con này. Tôi banh da xẻ thịt sinh nó ra mà không cần hả? Chỉ vì vợ ông không biết sinh con trai nên ông mới tìm tôi. Ông muốn gần gũi con á thì cứ ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc nó. Đó là ân huệ tôi dành cho ông nên cố gắng mà tận hưởng. Lúc trước á cô đâu có mất dạy như vậy. Bây giờ đi đứng chơi bời riết rồi coi trời bằng dung. Coi tôi chẳng ra giống gì hết à. Lớn hùng hổ ngó mặt lên kinh kiệu. Vậy chứ ông muốn tôi coi ông ra làm sao? Đội ông trên đầu á vì giúp tôi sanh thằng con trai hả? Mắc cười. Không có ông á tôi cũng sanh được như thường. Chỉ sợ không có tôi á thì ông tuyệt tử tuyệt tôn thôi. Nếu biết cô là hạng người này thì dù cô sanh ra 10 thằng con trai tôi cũng không thèm mó tới. Vậy ông bỏ tôi đi. Dám bỏ không? Tôi thừa biết á, ông ở với tôi vì đứa con mà. Ông lợi dụng tôi cũng biết lợi dụng ông vậy. Mà bây giờ tôi có hẹn rồi, không rảnh đôi co với ông. Ở nhà coi chừng thằng nhỏ đó, lén mà mang nó về quê á, tôi tới nơi quậy banh xác ông luôn cho ông biết. Rồi không chờ ông phản ứng, Lớn giới tay lấy cái bóp, nhanh chân bước ra ngoài, khóa cửa lại bỏ đi. Ông ba ngồi lại, điên tiết, cửa khóa, lỡ như bệnh thằng nhỏ trở chứng thì sao? Đúng là con đàn bà khốn nạn. Ông đã quyết định rồi, chờ nó về, ông sẽ nhờ địa phương can thiệp để bồng con đi. Dù trả giá ra sao, ông cũng chấp nhận. Ông đã chán chê người đàn bà này lắm rồi. Đến sáng hôm sau, Lớn mới về. Ông ba giận run người muốn đánh cô ta lắm, nhưng ả say mềm lăn ra ngủ. Ông lẳng lặng thu xếp áo quần của mình, thay đồ mới cho con và đem theo cho nó chỉ 2 bộ đồ nữa thôi. Về nhà sẽ sắm cái mới. Không cần báo địa phương chi hết, thằng nhỏ chưa được 6 tháng, ngồi chưa vững. Sau này, nó không cần biết tới người đàn bà hư đốn đã sinh ra nó nữa. Nhưng khi ông chuẩn bị ẵm con đi, không thèm từ giả Lớn, thì cô ta tỉnh dậy. Nhìn thấy cảnh đó, cô cười gằn. Ẵm nó đi đâu vậy? Về nhà tôi. Đem về nuôi, sau này cho nó hưởng gia tài phải không? Cô đừng hy vọng mình sẽ có phần. Tôi đắm đất cần, chỉ tội nghiệp cho ông thôi. Quả nuôi con tu hú. Cô nói gì? Ai quả, ai tu hú? Tôi nói thằng nhỏ không phải con của ông, của tôi với anh Hoàng. Cô nói bậy. Ông đi xét nghiệm ADN đi. Nếu là con ông á, tôi thề sẽ để ông đem đi. Tại sao? Tại sao lại đối với tôi như vậy? Thấy ông già mà khờ, nên tôi nói thiệt cho ông biết. Tôi lợi dụng ông thôi, chứ yêu thương gì. Ông đáng tuổi ông nội tôi á, mà vợ chồng gì ông ơi. Ông còn chút xí quách nào á, mà đòi có con. Giờ ông ẵm thằng nhỏ đi đi, tôi đồng ý. Ông khá giả mà, sau này để nó hưởng của cũng xứng đáng. Tôi chỉ sợ ông chết sớm, các con ông hất hủi nó thôi. Ông ba bặm môi trợn mắt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, làm ông tối tăm mặt mày. Sự thật tàn nhẫn vậy sao? Hay là vì sợ ông mang con đi, nên Lớn cố tình bịa ra câu chuyện này? Hoàng là thằng nào? Sao ông chưa từng nghe nói tới? Mà thôi, ăn thua đủ với hạng người này làm gì? Trách là trách mình, cứ đâm đầu vào chốn già nhân ngãi non vợ chồng. Để bây giờ thị phi trắng đen lẫn lộn. Bỏ, bỏ hết, về với vợ con thôi. Ông kéo giỏ ra,
móc hai bộ đồ của đứa bé quăng lại, rồi không nói không rằng, quay lưng bỏ đi. Trong bụng chỉ nghĩ một điều: vĩnh biệt nơi này, vĩnh biệt con đàn bà trắc nết, vĩnh biệt thằng con hờ mà mình đã thương yêu suốt mấy tháng qua. Tin ông ba Lan quay về ở luôn với vợ lớn làm cả xóm vui mừng cho bà ba, mặc dù cũng không ít lời gièm pha dị nghị. Họ nói ông hết thời mới trôi về với vợ, như cọp lột da, quay đầu về núi vậy. Nói sao thì nói, chứ mấy ông bạn già gặp nhau cũng mừng vui hỉ hả lắm. Ông Tư nhìn thấu được tất cả nỗi lòng của ông ba, nên vừa thương vừa giận. Ông mong có dịp nào đó để gặp thử con nhỏ tên lớn, để coi thằng cu tí là con của ai. Nhưng ông Tư không còn có dịp nữa. Năm ngày sau, khi ông ba về, thì công an Trà Vinh tới nhà bắt ông tạm giam để hỗ trợ điều tra vì phát hiện ra xác chết của lớn và thằng con trai tại nhà. Công an nói, hàng xóm nhìn thấy ông ba ra khỏi nhà vào buổi sáng ngày 13 tháng 6, thì ba hôm sau, nghe mùi hôi thối trong nhà, họ mới báo công an. Khi đến xác minh hiện trường, công an thấy lớn chết vì bị thành ghế đập vào đầu dở sọ, còn đứa bé chắc chắn do bị ném thẳng tay xuống nền gạch, máu đọng một vũng lớn đã khô đặc. Hai cái xác bắt đầu trương phình và phân hủy. Cả xóm kinh hoàng khi biết tin này. Không ai tin ông ba Lan có gan giết người, lại là giết thằng con ruột thịt ông từng mong đợi. Ông Tư nghe tin cũng chạy đến tiễn biệt bạn già. Mục đích của ông là sẽ đi theo để xem có phải ông ba là hung thủ hay không. Lúc đó ông ba choáng váng như vừa trải qua cơn động đất. Trong đầu ông trống rỗng, chỉ hiện lên một ý nghĩ rồi buộc miệng nói ra: chẳng lẽ thằng Hoàng? Mà tại sao thằng Hoàng giết mẹ con nó chứ? Biểu cảm của ông ba làm ông Tư có chút manh mối. Mấy hôm nay, dù giấu mọi người lý do vì sao ông bỏ lớn và thằng con về, nhưng ông đã phơi bày ghen tuột cho một mình ông Tư nghe tất cả. Vì vậy, ông Tư cũng biết luôn Hoàng là tình địch của ba Lan và đứa con trai có thể là con của anh ta. Ông ba không phải là kẻ giết người 100% rồi. Vậy là bằng mọi cách, ông phải bảo vệ cho bạn già của mình. Ông Tư bèn rủ hai ông bạn hàng xóm là ông An và ông Bình cùng theo bà ba Lan qua Trà Vinh để tiện bề theo dõi vụ án. Hai ông già cũng hiếu kỳ nên đồng ý cái rụp. Qua lời kể của ông ba Lan, công an ra lệnh triệu tập Hoàng. Nhưng khi đến nhà thì gia đình cho biết Hoàng đi đâu hơn cả tuần nay chưa về. Mọi nghi vấn đang đổ về Hoàng, thì hôm sau, công an phát hiện ra xác Hoàng chôn phía sau nhà của lớn, bị con chó mà ông ba đã nuôi hủ hỉ moi lên. Khám nghiệm tử thi xác định thời gian tử vong là chết cùng lúc với mẹ con lớn. Vậy là ai? Ai mới đúng là thủ phạm? Ông ba tuổi cũng sắp xỉ 70 rồi, vốn dĩ là một thư sinh yếu đuối, không có khả năng giết một trung niên đang sung sức như Hoàng. Lại càng không thể đào hố sâu rồi lôi xác từ trong nhà ra sau mà chôn giấu được. Nhưng lớn quan hệ rộng rãi, gian díu nhiều người, biết đâu mà lận. Công an hỏi ông ba ngoài Hoàng ra, có nghe lớn nhắc tới ai không? Ông ba thật sự không nghe. Ả có làm chuyện lén lút vậy cũng giấu biệt, làm gì dám cho ông biết chứ? Bằng nghiệp vụ của công an, họ phan đến nơi lớn thường hay lui tới là nhà cô Lam Tường, một phụ nữ giang hồ lăn lộn, giờ đã hoàn lương, nhưng nếp sống vẫn còn nhiều phiền phức. Lam Tường kể cho công an nghe, lớn ngoài ông ba Lan ra, còn cặp với Hoàng và Tân Thẹo. Tân Thẹo quen với lớn trước khi lớn sống chung với ông ba Lan. Họ đã chia tay từ lâu, nhưng sau khi cô ả công khai quan hệ với Hoàng, thì Tân như nổi điên, nhiều lần kiếm chuyện gây gỗ đánh nhau với Hoàng. Khi lớn sinh ra thằng bé trai, thì Tân và Hoàng đều nghĩ đó là con mình. Nhưng ai cũng là vua sợ vợ, nên không dám nhìn nhận, đành để ông ba Lan nuôi. Lam Tường còn nói, với ai lớn cũng thủ thỉ đó là con của họ, nhưng bảo đừng nói, để ba Lan toàn tâm toàn ý lo cho nó, sau này nó sẽ được chia gia tài. Ông ba già rồi mấy tâm hơi nữa, nên hai người họ cũng đồng ý. Đúng là lòng người sâu hiểm không thể dò.
nhưng Lam Tường hoàn toàn không biết gì về chuyện mẹ con lớn và Hoàng bị giết. Công an phát lệnh triệu tập Tân Thẹo. Nhìn Tân, người đàng hoàng sẽ thấy khiếp đảm. Trên mặt và cổ của y toàn những làn sẹo dọc ngang. Chắc chắn trên mình y còn ghê rợn hơn nữa. Vết sẹo cạnh đuôi mắt kéo con mắt phải trễ xuống, nhìn thật gian ác. Thoạt nhìn có thể kết luận ngay hung thủ chính là y, nhưng y oan thiệt hay giả nai cũng khó đoán ra, vì với những làn sẹo ngang dọc trên mặt khó nhìn thấy biểu cảm của y. Tân Thẹo một mực khẳng định là y có đến hiện trường, nhưng chỉ đến gây gỗ với lớn và Hoàng thôi. Y cùng Hoàng về một lượt, có bạn y làm chứng. Tân Thẹo kể lại, Hoàng bí mật hẹn y tới để ba mặt một lời với lớn xem đứa nhỏ thật sự là con của ai. Vì lớn đã điện báo với Hoàng, cô ta đuổi ba Lan đi rồi. Khi Tân tới thì nghe lớn thủ thị với Hoàng thế này. Con anh chứ con ai? Không tin á, anh đi xét nghiệm ADN thì biết liền. Em ở với ông Lan quá lâu, chẳng lẽ lại không phải con ổng sao? Lớn trề môi khinh khỉnh. Cha đó mừng ăn gì nổi mà có con, em gạt giả thôi. Nhưng thằng Tân thì sao? Trời! Cha Tân thấy gớm chết mộ, ai mà thèm? Không thèm mà ăn nằm với nó. Không ăn nằm với nó, sao nó nhìn con được? Nó hãm hiếp em đó anh ơi. Nó giang hồ mà, em dám chống lại sao? Nếu thằng bé là con anh, vậy anh mang nó về nhà nghe. Không được, vợ con anh sẽ ghẻ lạnh với nó. Con em nuôi nổi. Trước có ông Lan lo, bây giờ chỉ mình em bỏ đói thằng nhỏ à? Anh mắc cười, miễn sao sau này em giao nó cho anh trắng trẻo mập mạp là được. Nếu thương con thì anh chu cấp phụ em nuôi con là ổn rồi. Nhưng thằng Tân nó cũng nói là con của nó mà. Chuyện này để em giải quyết. Ai lại muốn con mình có một người cha mặt mày như ác quỷ, quá khứ tồi tệ chứ? Hoàng kính đáo mỉm cười. Tân đứng ngoài giận run từng tớ thịt, muốn đạp cửa xông vô dặn cổ con đàn bà khốn kiếp kia, nhưng cố nén lại, đóng cho tròn vở kịch đã cùng dàn dựng với Hoàng. Hoàng nói một hồi rồi ra về thế chỗ của Tân. Chờ chừng 20 phút thì Tân gõ cửa. Lớn nhìn thấy y bèn dồn dã kéo lại salon ngồi, rồi ngã người vào Tân. Nhìn thấy hai ly nước trên bàn, Tân giả vờ hỏi: Mới có khách hả? Khách khứa gì anh ơi, cha Lan bày từ hôm qua tới nay em chưa dọn. Xiên quá hen. Mắc mỏ gì không biết à? Nay sao dám tới đây vậy? Ai ăn mà không dám? Không sợ ba Lan hả? Mắc gì sợ chả? Cảm ơn chả nuôi giùm thằng nhỏ thôi. Nó đâu rồi? Nó ngủ rồi. Anh coi á, nó giống anh ghê chưa? Mấy đứa con của anh á, chắc đứa nào cũng giống anh hơn nó. Giống cha ba Lan thì có. Sời, hối anh chưa bị Thẹo á, đẹp trai không ai đẹp qua. Biết bao nhiêu đứa con gái mê à, cũng bởi vì vậy cho nên... Ngưng ngay, cấm nhắc tới mấy chuyện đó. Nhưng hôm nay anh đến đây chi vậy? Có chuyện gì kêu em là được rồi. Định bàn với em, anh muốn đưa thằng nhỏ về nhà. Lớn giật nảy người, cớ gì mấy hôm nay cha nội nào cũng muốn bắt đứa nhỏ đi là sao? Cô la lên: Đừng hòng. Mặc dù là con của anh, nhưng do em sinh ra, em phải nuôi dưỡng nó để tuổi già của em không cô quạnh. Không ai có quyền bắt nó đi. Có ai muốn bắt nó đi nữa sao? Em nói vậy đó. Ít nhân cũng là ông Lan. Vậy em nói thật cho tôi biết đi, nó đúng là con ruột của tôi không? Khẳng định đi. Đúng. Cô có dám viết giấy cam kết với tôi không? Giấy cam kết gì? Đừng có dụ. Viết xong á, anh lấy cớ đó bắt con à? Vậy cô dám khẳng định nó không có quan hệ máu mủ với cha Hoàng không? Khẳng định. Vậy đến bây giờ cô có còn qua lại với tên Hoàng không? Sời, ai mà thèm thằng chả. Cha đó vừa nghèo vừa sợ vợ, em ngu sao á mà cho chả đụng tới mình. Nói thiệt với anh à, tay Hoàng chưa một lần chạm được vô mình em nữa đó. Tân Thẹo rùng mình. Bây giờ hắn ta bỗng thấy kinh sợ sự quá quắt của con đàn bà này. Tân nói câu cuối cùng: Sao nghe bên ngoài đồn rùm thằng nhỏ là con của Hoàng, vì ba Lan già rồi không thể có con được. Lớn chanh chua: Họ đồn kể cha họ,
em nói rồi, thằng Hoàng dễ gì em cho đụng vào mình. Bản mặt đó cho em chùi đít cũng không thèm. Chỉ có anh sinh lý mạnh nên gieo giống tốt. Hạt thảy xuống đất là nảy mầm lên cây liền, thấy chưa? Tân cười một tràng dài, lớn tưởng hắn ta hài lòng câu trả lời của mình, nên cũng khoái trá cười theo. Bỗng Tân nghiêm mặt lại gọi lớn. Được, vô đây đi ông Hoàng. Hoàng lừ được đi vào, đôi mắt hằn lên những sọc đỏ trong tròng trắng, lớn khiếp vía trừng trừng nhìn cả hai. Cô ta biết mình bị gài bẫy rồi, còn đang bối rối chưa biết phản ứng ra sao, thì ăn ngay hai cái tát của Tân thẹo. Lớn sững dững, Hoàng đế thêm hai bạt tai nữa. Năm ngón in vào hai má đỏ rần, khóe miệng ứa máu. Tấn hỏi gằn: Mày khẳng định cho tao biết thằng nhỏ là con ai? Con của tôi, tôi đẻ nó ra thì nó là con của tôi. Nhưng ba nó là ai? Hỏi nhưng tụi tao thừa biết mày không có câu trả lời. Thứ đàn bà lan chả như mày làm sao biết nó là con của ai chứ? Không chừng ngoài ba đứa tao ra, mày còn nói thằng khác nó là con của thằng đó nữa. Thật xấu xa, thật ghê tởm cái loại đàn bà này. Lớn cười ngặt nghẽo, khinh thị. Hai ông nhìn lại mình đi. Bản mặt hai ông vậy đẻ ra được thằng nhỏ dễ thương như vậy sao? Nhìn nó là biết con của ông Ba Lan rồi, hỏi cũng bằng thừa. Mày khốn kiếp thiệt. Nhưng tụi tao cũng không thèm ăn thua đủ với mày làm gì. Bất quá xem mày như con đĩ mạc hạng vậy thôi. Tin tức này tung ra ngoài, để coi từ giờ mày sống ra sao cho biết. Tân và Hoàng hùng hổ ra về. Giữa đường Tân gặp bạn rủ đi nhậu nên chia tay Hoàng. Công an xác minh đó là sự thật, nghĩa là sau khi gặp Tân, Hoàng đã an toàn ra về, nghĩa là có khả năng Hoàng đã quay lại. Nhưng giết Hoàng thì là ai? Và mẹ con Lớn với Hoàng, ai là người chết trước? Lẽ nào Lớn giết Hoàng chôn xác sau đó mới bị kẻ khác sát hại? Vậy thì ông Ba Lan hoàn toàn đứng ngoài vụ thảm sát này, nhưng tạm thời chưa tha bổng ông vì cố tình để thủ phạm khinh suất mà lộ diện. Bà Ba Lan, ông Tư, ông An và ông Bình theo lời ông Ba đến xin nhận xác đứa nhỏ về chôn cất vì ông biết rõ nó là con của ông. Trong đôi mắt già nua sâu diệt ứa ra những giọt nước hối tiếc, khi bốn người tới công an để xin giấy nhận xác thì gặp Lam Tường đang cho lời khai. Lam Tường khoảng hơn 30 tuổi, nét mặt nhìn rất quen thuộc. Khi gặp bà Ba, cô ta ngay người ra nhìn. Lúc đó, cả bốn người mới phát hiện ra cô có khuôn mặt phảng phất giống những đứa con gái của bà Ba. Bà Ba chợt lạnh mình, còn ông Tư mơ hồ như đoán ra được việc gì. Ông để ông An, ông Bình và bà Ba làm thủ tục nhận xác, còn mình ngồi im lặng trên ghế đối diện Lam Tường. Cảm nhận đầu tiên của ông đối với cô là hình như cô có một tình cảm gì đó lạ lắm, rất gắn bó với bà Ba. Ông Tư tin chắc cô là con riêng của ông Ba với ai đó đã rớt lại trên con đường trăng hoa của mình. Lam Tường cũng đã trả lời công an xong. Cô ngồi lại, dựa lưng vào tường, không chú ý đến ông Tư mà mắt cứ dán vào bà Ba. Ông Tư ngồi cạnh quan sát Lam Tường, khuôn mặt cô ta thẫn thờ, mắt nhìn chăm chăm vào bà Ba. Nhưng sao ông thấy như cô đang nhìn mông lung không tập trung vào đâu cả. Mà sao càng nhìn, ông Tư lại càng thấy cô giống Ba Lan quá. Nhất là ánh mắt mơ màng tình tứ khi nhìn người đối diện. Lam Tường có thể là cô gái đẹp, rất đẹp, nhưng hình như vừa trải qua một trận càn quét tâm lý dữ dội nên khuôn mặt bơ phờ. Nhìn cô, ông Tư cảm nhận cô có một tâm sự gì vô cùng bức bối, không thể kìm lại trong lòng nữa. Bỗng Lam Tường quay sang nhìn ông, nhỏ nhẹ. Chú đi cùng bà Ba Lan phải không? Ông Tư thoáng giật mình, rồi gật đầu ân cần hỏi cô gái. Cô có quen biết chị Ba sao? Dạ, dạ không. Cô đến cho lời khai à? Có thông tin gì mới không cô? Lam Tường bỗng ngồi ngay ngắn lại, nhìn thẳng vào ông Tư, giọng nói chắc nịch. Để con kể chú nghe về con, rồi chú sẽ biết tất cả sự thật. Những điều này con chưa nói với công an. Con kể đi, chú đang lắng nghe đây. Khi nhìn bà Ba Lan, trong đầu con bỗng phật lên ý nghĩ, rồi sau đó dần dần khẳng định được như vậy. Bà ấy trông hiền và phúc hậu quá. Hèn chi,
mẹ con bao nhiêu năm chịu nhẫn nhục sống cảnh vợ tạm chồng hờ với ông ta mà chưa từng đòi hỏi danh phận. Nếu như ông ta đừng có quá ham muốn xác thịt, bà đâu cũng yêu, chắc mẹ con cũng không lâm vào cảnh này. Từ ngày ông mê mẩn con nhỏ lớn, ông đã bạc đãi phụ tình mẹ, phụ cái vợ lớn chỉ vì mong mỏi có đứa con trai. Cho nên khi sinh ra con, mẹ con cũng không nói cho ông ta biết. Con ở với ngoại bao nhiêu năm, cho đến khi ngoại chết thì bỏ đi làm gái, chứ không thèm ở với mẹ. Nếu như con lớn không quá quát, tự tìm tới gây rối và chọc tức mẹ con, thì con cũng không quản cuộc sống của mẹ làm gì. Con không ưa ông ta, ai cũng nói con giống ổng, nên con ghét bản mặt mình lắm. Sở dĩ con kết thân với con lớn, chứa chấp nó, để nó lan chạ thằng này thằng khác, cho ổng thức tỉnh mà về với vợ lớn, rồi thỉnh thoảng đến thăm mẹ là con mãn nguyện rồi. Đến khi nó sinh cho ổng được đứa con, thì con định bỏ mặc kệ nó. Nhưng nó dám cả gan tới nhà lăng mạ mẹ con, rằng không biết đẻ chữa thì đừng hòng tranh giành với nó. Mà mẹ con có tranh giành gì với nó cho cam. Bà bị bệnh tim, không chịu nổi những lời sỉ nhục của nó, nên nổi cơn đau tim mà chết. Từ đó con hận nó, chỉ mong cho nó tán gia bại sản, thân bại danh liệt, bị mọi người xa lánh. Con muốn giết nó trả thù cho mẹ, nhưng con không có dịp ra tay. Con cố tình giấu cho nó biết về nguồn gốc của mình. Khi nghe nó cười, chê lão già và mẹ con điên tiết. Đến lúc nó nói, nó đã đuổi lão già đi rồi, thì con quyết định cho nó một bài học. Con xúi dục thằng Hoàng và Tân Thẹo dạch mặt nó. Với tính khí của Tân Thẹo, việc thanh toán nó là chắc chắn. Nhưng khi Hoàng về quán kể lại, thì ra hai người đã bỏ cuộc vì khinh, thì con lại cảm thấy hụt hẫng. Vậy là con ra sức khích Hoàng, nói nên tới cướp con về mặc kệ nó. Cô như trừng trị con đàn bà trắc nết. Hoàng vốn mê con dùng mỹ nhân kế dụ được hắn đi và con âm thầm đi theo sau. Đứng ngoài đường lâu quá, có khả năng hai người làm hòa vì miệng lưỡi con này ngọt như đường phèn. Nên con đi vào nhà, vừa tới cửa bỗng thấy Hoàng hầm hử đi ra. Con nép vào thân cây, đợi hắn đi khuất thì gõ cửa. Lớn thấy con thì mừng rỡ, nó năn nỉ con ở lại ngủ với nó vì Hoàng hâm. Nếu không cho hắn bắt con, hắn sẽ giết nó. Con giờ vui vẻ đồng ý, sau đó ngồi tâm sự với nó. Con hỏi thằng bé thật sự là con của ai. Nó nói, con ông Ba Lan. Con nổi trận lôi đình, tuôn ra cho nó biết hết sự thật mình là con gái của ổng, là nó đã đối xử với mẹ con ra sao. Tưởng đâu nó kinh sợ, ai dè nó đứng bật dậy cười the thé, rồi bưng thằng nhỏ lên, tuyên bố một mạch rất là man rợ. Tao giết thằng nhỏ này, rồi tri hô mày giết, cho mày ở tù một gông. Con hoảng kinh giật đứa nhỏ lại. Nó chỉ chờ có dấu tay con chạm vào thằng bé là liền tức khắc nó nhấc bổng thằng bé lên, dùng hết sức lực ném mạnh đứa con xuống đất bể sọ. Máu tươi văng tung tóe, mình run bần bật, còn nó vẫn dưng như không. Khi nó xoay người định chạy ra tri hô lên thì con không kịp suy tính gì nữa. Con cầm cái ghế nện vào đầu nó. Nó rú lên một tiếng rồi lăn ra chết tươi. Con điếng hồn định bỏ chạy ra ngoài mặc kệ hai cái xác chết. Nhưng bỗng có tiếng kêu cửa. Con chộp luôn con dao trên bàn thủ thế. Cửa nó không khóa nên kẻ kia đẩy cửa bước vào. Thì ra là Hoàng. Ban đầu con định dùng tình cảm để nhờ Hoàng phi tang giùm hai xác chết. Nhưng hắn ta buộc con đi đầu thú. Đầu thú thì sẽ gánh thêm tội giết thằng bé mới 6 tháng tuổi nữa. Năn nỉ hoài, cô bộ không xong. Con canh lúc hắn sơ ý, con lụi thẳng con dao vào ngực trái của hắn. Chắc là con đâm trúng ngay tim, nên hắn không kịp la, rồi lăn ra chết. Nhà lớn có hố rác rất là sâu ở phía sau nhà. Con không cần đào bới gì cả, chỉ lôi Hoàng ra sau chôn xuống, sau đó lau sạch dấu vết rồi bỏ về. Không ai nghi ngờ con. Con khai Tân và Hoàng ra, họ muốn làm gì thì làm. Coi như con đã trả thù cho mẹ và phần nào cho người cha phong lưu bội bạc của mình rồi. Chú à, con không ân hận vì đã giết lớn, nhưng con cảm thấy mình đầy tội lỗi khi hai tay nhuốm máu và cướp đi sinh mạng của Hoàng. Anh ấy có vợ, có con. Trong một phút suy nghĩ nông cạn,
con đã giết chết một người không liên can gì đến ân oán cá nhân của mình. Hôm nay con đến đây cho lời khai, nhưng lúc nãy con chưa khai gì. Bây giờ con sẽ vào tử thú vì luôn ám ảnh về cái chết của Hoàng. Con chấp nhận bị pháp luật trừng trị. Điều an ủi là con cũng đã trừng trị một kẻ dâm loạn đã trực tiếp gây ra cái chết của mẹ con mà vẫn sống ung dung ngoài dòng pháp luật. Lam Tường dứt lời, ông Tư nghe trong lòng tê tái, không biết phải an ủi cô gái sao cho hợp tình hợp lý. Nếu như ba Lan biết Lam Tường là con gái mình thì sao nhỉ? Mẹ của Lam Tường cũng ngộ, nghĩ rằng ba Lan thích con trai, nên khi sinh con gái, bà cũng không cho ông nhìn con. Lam Tường vì vậy mà dấn bước vào giang hồ, nên khoảng cách với cha mẹ ngày càng xa hơn. Lam Tường không thành kiến với vợ cả của cha, mà lại có phần kính trọng. Và bây giờ đây, Lam Tường đã tự thú, thì tội giết hai mạng người là rất lớn. Lam Tường có gánh nổi không? Nhưng chuyện giết người là sự thật thì không thể bưng bít. Giết người đền tội là chân lý xưa nay, mặc dù thứ cặn bã như lớn sống cũng chật đớt. Thứ đàn bà sinh con, bản thân cũng không biết con ai, dám quăng con cho chết, nghĩ ra trên đời không có được mấy người như cô ả. Lần đầu tiên, ông Tư cảm thấy sau khi mình nghe về một vụ giết người thảm khốc mà không có thành kiến hay khinh ghét hung thủ, vụ án này không biết pháp luật sẽ can thiệp ra sao. Giết người phải đền tội, không thể diễn cớ này cớ khác để chối bỏ. Nhưng luật pháp cũng phải cố tình người. Vì nguyên nhân nào khiến người ta lâm đường lạc lối mới là vấn đề quan trọng, là mấu chốt để phán xét bản án, quyết định cho số phận của một con người là điều rất khó khăn. Pháp luật công bằng với người này, nhưng cũng có thể sẽ bất công với người khác. Thôi thì, vì thương bạn, ông sẽ bàn với ông bà ba tìm luật sư giỏi cho Lam Tường. Ông ba phải có trách nhiệm với đứa con này, không để nó dướng vào tù tội quá lâu thì còn gì tuổi xuân cho nó. Ông Tư tin bà ba cũng sẽ đồng cảm với cha con ông ba. Nghĩ cho cùng, mọi lỗi lầm này đều do ông ba Lan mà ra. Chính vì vậy, ông phải về ngay quê nhà kể cho ba Lan nghe, buộc ba Lan phải đi nhìn nhận lại Lam Tường để an ủi vong linh người bạn tình quá cố mà ông đã làm hỏng cả đời người ta. Ông ba kể cho ông nghe hết mọi chuyện, nhưng chuyện về mẹ của Lam Tường thì ông chưa một lần nhắc đến. Thì ra trong lòng ông, mẹ Lam Tường chỉ là một nơi dừng chân qua đêm như trăm ngàn lần qua đêm. Và khi từ giã ra đi thì ông không hề nhớ đến trong suốt cuộc hành trình phong lưu của mình mà thôi. Ba Lan đã bị quả báo cho thối trăng hoa của mình rồi. Và một điều nữa rõ ràng, ông Ba Lan chỉ có thể có con gái mà thôi.